các bạn, đây là bức cái bức ảnh mình làm cho mình đó. Bức ảnh rất là đẹp. Có cả của là rốt lưu rút lên rút rút xuống như này. Ôi mẹ mình là cái này đẹp này. Cái này đẹp. The fans. Rồi có củ cà rốt ngay 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 ngay. Củ cà rốt thì đóng như các bạn. Củ cà rốt ngay. Củ cà rốt như đóng gì? Chỉ có ba củ cà rốt mở thôi. Rồi gì nữa? Hay không các bạn? Có. Ờ, ok. Giới thiệu mình tên là Minh. Mình tên là Linh Đan. Thôi được rồi. Bye bye. See you next week.